Sở Tạch Trao Thanh Lại, Bà Mẹ Biên Nòng, mời Biên Nòng bứng le chương trình truyền hình quan tay không đài phát thanh kênh truyền hình tỉnh Điện Biên, cuồng chương trình tân nỉ, xung khỏi Sở Trên Họ Tinh Lại, Bà Mẹ Biên Nòng, Chú Bài Tèm, Sương Lăng. Bảy hiểm cánh bế khay, nên trần văn hóa phòng bà mẹ khờ mú. Đồi khắp xe bản cuống, phúc chưa nàng vỉa dệt, hồng khuôn cốc tròm liễu chưa yên buồn khắp xe ngon sò hù bản cuống mi bay sò hù ma bản văn hóa na bài khánh nhì mây biển hồng bứng le chương trình chương biển hồng hạc giường nằng điển biển bò me khởi mú kín rú bấu tọp hôm phân lại du chu huyền điển biển tuần sáu mương ảng điển biển đồng mương cha cánh thanh phú điển biển phổ cáp chằm sau ban côn tàu cài sàm phải sàm phân hỏi dần số tên cá tỉnh khảm cài lại lan côn bò mè khở mú nặng nỉ cỏ có tặng tên hên trần văn hóa trên lang sáng sờ hình chảnh xưa cuồng chu luông vỉa khòng chu bảng hồi ỉn muôn khắp xe té mưa lăng bảng chầu. Và phở mi chu bài giảm chú bản khổng bò mè côn khở mú, cò hền bưng đàng hơn han, đầy dệt té mày trình, mày hốc mày sang, ình xà lằng sớ bu, cánh hài nà sớ long, báu co tồng la cắm khèo phi phưa. Đơi kìn rú chum yền rền sáng, kiên phừa cắp bá bu đồng còm. Bưng bay khắp bay xe, muôn giòn nát chờ, xương xiềng khuầy nằm lầy, bỏng các trụ tàng tính đan muôn mùa. Cuồng hồng văn hóa in muôn khắp xe, khổng côn khở mú. Nọ chú bay khắp bay xe té mưa lang bảng chầu côn khở mú nhang mi chú tàng trường chuồng hong ỉn muồn khắp xe lạ cằn cuồng nằn mi tí tàm đào báu co tót mèn cung tàng trường vào khừn len văn hóa sáng sờ khổng bò mè côn khở mú bưng tàng trường chuồng hong ỉn muồn khắp xe khổng côn khở mú đẩy dệt té bưng bồng mày hốc mày hìa giềng muồn mo kiên phừa cắp bưng quam khắp bay xe có phong phân vào khẩn nen chằn sáng sường khổng chú bay khắp bay xe khổng côn khở mú số xì xò lo té châu té lại té chùa bầu chùa phú hôm mà khay mình đa số mình ao bằng mày mày hốc tắt mày hốc dịch tính cá nắp cá ơi cá sải cứ ơi mình ao nên chưa nên sải hốc bắn dịch thì đặc trưng của mắn là đặc trưng nhất là mình y là tỏi chứ nên buôn là cuốn thầu cuốn ké phải hay phải xuân má là nặng chan cái nọ kín nằm xin là ao phô khu dịch là dịch thứ sòng má nên tỏi hún nếu bàn một kiến tỏi hún là vào tới châu lo thành niên là phải bắc sáo nhưng chưa thầu ké má đây còn năng chưa nên bữa hai khẩn chứ đó năng ăn nọ xin để ủ tô cần để phở hủ tỏi là tỏi của thuộc thuồng tang văn hóa văn nghệ nên dân tộc sống khỏe đấy thứ sòng má đây và mừng hớn mở rồi mình đặc trưng nhất mình tập cõng thôi, tập xe, té tôi là dân tộc khâu thì, cuồng văn hóa cống sơ, bò mè khở mú, nhang mi bàng hồi diền bản, bàng cúng sơ sò phồn, sò đầy ma đầy mua, bàng sắc đùng, bàng măng khẩu mỡ, bàng diệt khuẩn. Khai ni chụp bảng hồi, bảng cống sơ ni,
nhang đầy côn khờ mũ, lâm dệt cuồng đơi kình xú hàng mử. Tết tuổi xếp bét, đã khỏi nở, phải khởi mía đó, phải khởi mía, phải rú, bên là mi ai thảo chừa, mẹ lưng chơi hư khỏi phải tòi thảo chừa diệt, bưng lô là xền phon này, nở các lễ hội, bên té khẳng anh ăn té nặn, má khai bên mà khỏi trắng ép lại, chứ nè các lễ hội bên mà mi xí lễ hội thứ nhất. Bên ba hơn là lễ hội nên sền bản thứ sáu ma là bên ba nên lễ hội cầu mùa cầu mưa bên ba hơn hầu hầu khẩu o nó o ta xin hầu khẩu chăn khẩu khẩn nên nó côn khờ mũ nhang mi quam pa mèn nhóm quam pa môn khờ mè ngữ hệ Nam Á khai ni phân lại côn khở mũ nhang sủ quan pa giềng khòng chừa côn chầu nọ nằn o nhang sủ chập mảnh quam tay cảnh quam kèo ma tang nghe ngần lang khòng bò mè côn khở mũ minh nghe giàn trường mày trường to xương giàn đếp giàn bùng đầy giàn đi đẹp chép ngam màn đì đầy chù chừa côn ấn nát mặc nọ chuồng hông đơi kình rú hàng mử chu tàng trường mày bồi sát pơn cát đếp bùng cánh chu tàng trường ấn đầy côn khờ mú biến lẹ cắp bò mè côn tay ảo khẩu nằm căm kình phải pháy mày pe xuồng sửa. Bản kéo hao cái này công nhận ăn bản truyền thống tết chậu khay ăn pen xưng nó khay là côn nóm cờ nhang ép tỏi ăn tỏi phưng ải diệt của vua hê hù diệt và sàn phưng lô ăn sừng é lùng é nói chung là ăn đà tây bản hao sử dụng ăn là phục vụ cuộc sống gia đình. Cài bứng tù xung khỏi hình, côn khờ mú nặng điện biển, mi lại nên văn hóa, hệt không tòng chằn, vào hình nên văn hóa, sáng sờ khòng chừa côn. Mười nì đang đầy bảy hiểm cánh bánh khảy. Ha và phân lại, sau kiền rú nặng phồng sùng lắc háng táng ti, đơi kình rú mà pe út nan sổ chuôn cạt nhăng lại vừa xin việc bày hiểm chú nan văn hóa hịt không tòng chằn sáng sờ khòng chừa côn chầu đàng một lùi mét bày khai ni phân lại ở nòng phù ninh khờ mú bỏ hô tắm vải xíu sồn phân lại lò sư khăn sư biểu sư phải khòng côn tay vai máy xin sửa lan lỏm khai ni có báo nung dòng xin sửa ngần lang khòng chừa côn chầu báo hù báo pí tói tính tói đan báo hù khắp xe chù bay khắp bay xe té mưa lang bàng chầu chi bảy hiểm cánh bánh khầy nên văn hóa khòng po mè côn khờ mú cặp luông pom hôm hanh khòng phương côn hù chàng bắc bòn có cần mi luông pom hôm hanh khòng cấp ủy chính quyền chù tổ chức đoàn thể tăng việc bài hiểm cánh bánh khầy nên văn hóa chừa côn trên báo dần bay dễ xương sư sầu lông nhong ảng kiên phừa cấp di sản cháu hanh bài hiểm cánh bánh khầy nên văn hóa chừa côn chầu bò mè khở mú mi sổ chua hơn cạt lại xương năn phía nho dùng đơi kình rú dần bay men khổ cân sẵn năm dệt việc bày hiểm nên văn hóa cắp khói cài cạt cung cánh mà pe dê sườn
dìa xương sư nên phần hóa đầy bài hiểm bánh khầy giúp tàm nghiên cứu xào hà vương nên phần hóa sáng sờ không bò mè côn khờ mú mi bó nhằn tăng vỉa búc pua bài hiểm cánh bánh khầy tấm tan phầy ngân cốc cuồng việc nghiên cứu xào hà bài hiểm cánh bánh khầy nên chăn văn hóa bò mè khờ mú bòm nằn nho nhông côn hù trăng bắp bòn nên văn hóa chủ cấp chủ ngành địa phương cần tặt tánh vương luông kẻ khầy tít tờn cánh choi dừa mả pe vương bón dệt nghe ngần lang xương có tặng hợp tác xã dệt nghe ngần lang khải quảng phòng bu may bu cỏ vài cuồng phòng triền nghe ngần lang họt lan nóm cầm giúp riêng triền tàm cáo trà ma thang bón dệt nghe ngần lang lằng bắp sử đài loa tv cánh khủ cần sẵn xưa lò giáo hà bón khải chu tàng trường dệt o tẹt tiếng đối cốc nghe dệt trường mày sàn sát sàn bùng ngần lang khổng pò mè côn khở mú lâng mà khầy cánh choi dừa dần bay mi thủ nhập tẹt tiếng trang biển hồng hạc giường đồi khắp xe bản cuống cò phúc chưa đàng việt dệt khổng chủ côn cốc tròm nếu chưa yển muồn khắp xe hiểm bày cánh bên khầy nên trần văn hóa chân lang sáng sờ té bản cuống tạ luông muồn giòn nát trờ hở bò mè dần bay có phong phân năm dệt cờ đài lang tì há phong tinh lại dần bay cả sàn tàng tánh đây kìn dấu văn hóa nằng khùng dần rú. Chăm pha đàng mèn nham lại bóng phà nả vịa dìa sườn hay na ha và chủ đồi khắp xe bản cuống lưng chơ tọp hôm phầy phân gian đèo cuồng bưng mư thứ chết chủ nhật báu co tinh cầm phải bòm cần tập tư chủ ba khắp bay xe té mưa lang bảng trầu khổng pò mè chủ chửa côn đội văn nghệ xung khỏi cầu hoạt động tê vì sóng pan và chip sóng té nàn ma chị em trong đội văn nghệ đó cử thường xuyên mắt tập khắp tập xe tỏn đón khách các tỉnh ma dám mất tìm hiểu văn hóa không phải tay đắm đỏ cánh mỹ mử muôn báng hồi không bản không khuống không tỉnh không xã là đội văn nghệ nằng bản đó cử bài tham gia hả mẫn muôn nằng các đôi văn nghệ bản khoáng ứng đó đội văn nghệ cả cố gắng gìn giữ nét văn hóa không tay đắm để những bãi khắp bãi xe không phật tay hả rồi men cố gắng gìn giữ hả mẫn rải pì rải bườn ở chùa hao truyền ở chùa đụ chùa đàn để hả mẫn gìn giữ không nét văn hóa không tay đắm không hao. Vương tỉ cải ma, há phong ỉn buồn khắp xe, nặng phồng, bò mè, chừa côn nguyên nơi, cò mà khầy, bày quảng. Các chú luôn việc khổng trầu, chú đồi khắp xe bản cuống, cò có phong phân hiểm bày, cánh bánh khầy, chú nen chăn, văn hóa, chân lang, sáng sờ, chú chừa côn. Búc chư há phong, tinh lại dần bay. Cà sàn tàng tánh đơi kìn rú văn hóa nặng bản cuống nho dùng đơi kìn rú dần bay. Bài hai bài na mà để bòm cần tôm có bòm cần mới ỉn mòn chơ đời không đi làm cưới hoặc là mi hân mà ư xin nó không có mi sống tủ văn nghệ là áo cắn mắc khắp mắc xe áo kính mắc xe cùng xe cúng
chứ nó khai đó kể suốt sáng bằng tờ ca ni mưa nà chứ đó kể bà hợp của khu năng biến thái mưa nà. Đồi khắp xe bản cuống, men bón tọp khôm, chù côn, vòm bên lăng mặc, nắp chờ, in buồn khắp xe. Men bón hồ hôm, chù côn hù chàng, in buồn khắp xe. Chù côn hù chảnh, cánh hiểm bày, lại nên chăn phản hóa, chù chừa côn. Đồi khắp xe bản cuống, tẩy tọp khôm, vừa chù côn, vòm bên lăng mặc, nắp chờ, in buồn khắp xe. Cắp chù bay khắp bay xe, chiên lăng. Imen chù côn hù chàng in buồn khắp xe bác bòn chù bay khắp bay xe mên mốc bồng chờ cắp lang mặc nát chờ cài quam khắp bay xe sầu có nhọn ảng hoa tang đằng phú hô quê hương bản mương tiến mở họ tinh lại dần bay cài nằn tạ luôn buồn giòn nát chờ nếu chưa chù há phong khánh thì hạc bàn banh mương nhô dùng đôi kình rú dần bay cánh có hôm phân phúc trưa mà khầy rủ lịch tờn lau mử hồi in muôn văn hóa trên lăng có mẹ phổng sùng cánh bài rừng trên báo cáo trà chủ tàng trương văn hóa du lịch nàng khùm trên lăng đờ cát cánh trung tâm in buôn văn hóa lồng liên quam kháo cáo trà du lịch điện biển phủ cuồng bườn sàm bị sóng văn tài sao xí tròm cài ma côn khe cánh dần bay cuồng tình zoom mờ hồi có đầy pom in buôn khắp xe cắp chủ đồi khắp xe khổng pò mè chủ chừa côn ma té chú huyền thị cuồng tình khai nhì phân lại chú thuần bản bỏ mi đôi khắp xe chiên lang số nừng thôn bản nhưng có tặng chú câu lạc bộ khắp xe nếu chưa đầy tinh lại dần bay bòm chôm hạp xảo mèn chú côn bỏ mi lăng mặc nắp chờ in muôn khắp xe chú bay khắp bay xe khổng chừa côn chầu. Tôi biển mài khổng sở văn hóa thể thao cánh du lịch tỉnh Điện Biên khai ni nặng cuồng tình bi cài bắt nừng đổi khắp xe bản khuống nặng chu thôn bản tổ dân phố lưng chơ tập tư cánh pom in muôn đầy lang tỉ chu đổi khắp xe mờ hương bi tướm chu côn nóng cằm bi luôn hồ tràng in muôn khắp xe nọ số ngân đầy cho rửa phân lại chu đổi khắp xe ha có khôm ngân tiên tắt nhịp xỉn sửa sử chú tàng trường chuồng hông chú luông ỉn muồn khắp xe chú đồi khắp xe bản khuống lâng chơ tọc khôm pom tập tư ỉn muồn nặng chú hơn văn hóa thôn bản bóng khắp vỉa tập tư chú bay khắp bay xe tòi không bương mở chú đồi khắp xe nhang mênh mốc bồng chờ hót vỉa hiểm bảy cánh bánh khẩy chú nên chăn văn hóa chiên lăng chú chừa côn lông cài chú bay khắp bay xe ỉn muôn chú tàng trường ỉn muôn té mưa lăng vàng chầu lua ỉn muôn khắp xe cuồng po me bản khuống có cánh đằng mài nhằn luôn cân sẵn cuồng đơi kình rú khòng po me chú chừa côn cuồng tình mỏi pì mi hàng pan chầu pòm ỉn muôn khắp xe cánh chú bàng thì bảng in muôn khắp xe đẩy chân cái té tình hót bản khuống há phong in muôn khắp xe cuồng po me bản khuống mưa hương đẩy mài nhằn po me dần bay có bồng chờ xưa nàng phịa dệt khổng chầu cuồng phịa tảng tánh đơi kình rú văn hóa nàng bản khuống vào hộp ma đồi khắp xe bản cuống nặng cuồng tình chăm va bò mè
có ha pom cằn búc chơ tặng tánh in muôn ha và phải bị cải ma chủ đồi khắp xe bản huống có phong phân hiểm bày cánh bánh khẩy chú nhân chăn phản hóa chân lang sáng sờ nếu chưa đẩy luôn pom bồng chờ búc chơ khòng tinh lại dần bay lần xưa lò trên báo cáo trà ma tăng nên tràn văn hóa khổng tình điện biển cấp thanh lại bản phương cuồng cánh nọ mương lồng cài chu bàng hồ hôm in muôn chu bàng khánh thì in muôn khắp xe chu bay khắp bay xe té mưa lang bằng chầu khổng po me chu chừa côn rú chu phồng từ tấn năn có phong phân tóc đầy lang áo in muôn khắp xe khổng dần bay. Chương viên ông hàng sườn hay xung khỏi đảng rũ đảng bản Na Vài, xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Y miền bản để công nhận miền bản văn hóa cốc khẹ không tỉnh Điện Biên. Vậy cứ để lang đi nặn, chú ban đoàn thể không bản, có ấn pa pò mè, dây dương sức sư, các bà hãy mắt đẩy biến thái sang đời. Thì mời viên ông phong cấp xung khỏi có mức quảng bản sao hà. Trước biết đồng hoa sườn lung lo bản tân y men trưởng bản tế bị cẩu ship hoặc bị sóng văn phải húc trên ở đúng hay men đấy chỉ rúa không có me hoa chưa bị cẩu ship chứ ở đúng diệt trưởng bản không này đây thế chứ cháu đấy chỉ rúa còn bản chứ nên tên cá bản Na Vài các bản Pom Lót để giết bản điều đời sống phải dù là thời bao cấp vẫn rất khó khăn lại cùng bịa chứ nên là đây có mắn bê sang khay đẩy hoặc khay là chứ nên bản bản không biết gì của hơn chứ nên là tính cơ bản họ tính sòng bản chẳng biết tầm gần chín chín gần thôi bản đã tầm bản Pom Lót các bản Na Vài hết tách các bản điều hết tách thời tới thời bao cướp nè xin là chẳng dệt kín khó khăn đời sống chơi năn hơi có lại hơn có ba xe bàn đấy ba về mức nọ xe bởi vì là đời sống bao cướp vẫn rất khó khăn này phu chơi này hỉ mi hơn này phu chơi năn là y tăng ni là với hê mi hơn nghĩa là hơn là ca ngá tươi khẩn mất nửa thôi đời con hỉ mất tiền là con hỉ là vái màu bái màu là phụ sang có bắt đầu kinh hăng là bắt đầu đinh lành cái thời là đoàn phòng bản không à bạn đâu đoàn hợp tác xã men hươn là bò mè không phải rút tăng nữa bản cáo bản ké men ca ngá tươi thì mất rồi chứ nan men hươn hao là men cả hươn bò mè thì men mi hươn là ngỏi hươn là mặn xì đó bê mi đó hơn nhà được quá hơn nhà hơn cũng nhà thổ bên sang gì đó gì bên nga này khẩn quá là bên bản cáo bản ké bên cai đó rú phương đi khét ý à ba rú phương đi khét ý à phương đi khét ý u tới châu nè chính ra bên pin đi tan đi bên cốc đấy quá y bản cốc bản cáo bản ké bên tan đi đó đó là tới châu là tỷ địa hộ nghèo hoặc là trên hạ ship phân hoài đó hộ hơn đấy và khay rồi bên nông bản hiện tại khay rồi bên hoạt khay ấy nếu nó bản là hộ nghèo chỉ mới sống hơn thôi em mới sống hơn được khay hoài nên xếp sống hơn rồi bên chẳng mới sống hơn thôi
hơn lại phải là cả mỹ kín mỹ nông là khang trang với đâu khách nào xin bên bản họ đẩy bản văn hóa tới pì to là đạt để kết quả nên bên chảo có là nếu chưa dần bay dễ dần sang xin từ chảo là bên cái pì khó khăn nhất đó là chữ nên là ai có những nhóm ấy là bên tổ chức xã viên rất là diệt mường diệt phải tí tuần nay bên chữ nên họ hốt chết hát na đây để lấy kín là bên bên ông thí nó má đó thế và tranh thủ tí giang này là nàng bàn bên trắng nhô khẩn thế pì cầu sức cầu điều là nên xỉm tang y bên chưa hao diệt nên đẩy bê tông chưa đẩy đi y xỉm tang y là bên là đẩy bản văn hóa cấp tỉnh liên tục hot ship bài pì là bên tang tỉnh rất là quyết thở là bên là chứ sợ khẽ là đầu tư làng nghề hết à nghĩa là bên diệt đẩy bản văn hóa quán trắng diệt xỉm tang y ừ. Dết đến y quá nào. Ừ, dết y nào. Y là men hết nước đầu tư 100% đây. Ôi, chiếc này đúng. Hay men y là nếu chưa dần bay dườn các bà y đặc biệt là men chi là cảm mạn đẩy danh hiệu bản văn hóa men ho co nếu chưa dần bay thương tư. Ờ, khỏi cơ tiếp dết trong bản tế thì ban tải xếp bét hoặc khai cơ chưa dần bay dết kinh là hoặc khai bản phải phát triển tức là khẩn từng bước nên nếu chưa dần bay là chết dân với hết nước là đóng góp và hạ sĩ phấn hồi dân đóng góp và hạ sĩ phấn hồi là diệt từng pì đã diệt đẩy càng sâu càng tăng mường khải đại đinh nói chung là đã ổn định còn dân là rất đoàn kết căn là dân là sáng sư được bọn căn là ép học là căn phát triển kinh tế hàng đi tướng khẩn điều men hơn văn hóa y men hao diệt tế pì ta đây hơn văn hóa là hao diệt tế pì sống phân xếp xí để dân từ đóng góp diệt hoạt khay men đây đất nước trôi bốn bánh khay mái các lát nền hở để dân để diệt phần bưng đáy này các đán mùn ăn ở do dân đóng góp khai men chỉ đẩy bản khoáng pẹ sờ xin đi hao là vệ sinh môi trường như thế hao là nếu chưa dần bay xuống để quần vệ sinh ở hàng pi hàng vườn đi họp xung là tuyên truyền dân là tăng môi trường đừng chơi ở mấn pẹ sờ nhưng đâu cỡ khẩn đàng văn hóa đâu khai để văn hóa nâng cao mới dân cỡ rất nhiệt tình hào hứng là có một căn đoàn kết hậu trợ bạc nó khen cần rất ổn định. Bưng lang đi cứ đẩy cải sao hạ pì riêng bản lưng cả màn chư xiềng bản văn hóa ven xanh dàn chi họt vòng cắp lưng tròi dừa không chú cấp chính quyền địa phương cánh hồi trời chóng hanh hượt khẩn hồng mọi chua ngân bản chóng hanh bóng mi chua hơn cạt xếp tàn nho sùng tươi kín rú không dần bay chương trình quan tay khẩu đài phát thanh kênh truyền hình tỉnh Điện Biên hot nề sò sang cón và trên lên lầu chương trình mới biến lòng khẩu website dienbientv.vn Facebook đài phát thanh kênh truyền hình Điện Biên YouTube đài truyền hình Điện Biên chôm tạc hạc giường